Ô tô Bùi Hiếu kính chào quý anh chị em nha. Giới thiệu với quý anh chị em một chiếc Vim máy Kia nha, máy Kia Bull máy lớn đó. Tải trọng em nó là 1,99 tấn, xe này em vừa mới xét đăng kiểm xong. Thùng dài 4,4 m nha. Vách inox. Xe mới xét đăng kiểm, máy móc cầu đít số là quá tuyệt vời luôn, sexy đẹp. Dàn lốp thì nó hơi mòn một xíu. Mà xe này nếu mà ai chạy lên thử xe, máy móc cầu đít số thì không thể chê vào đâu được. Cái này là em cam kết đó nha, chứ không phải là em nổ để mà em bán xe đâu. Cái này sự thật đó. Cứ khuyến khích quý khách hàng chạy thử xe trước khi mua thì mới biết được cái giá trị của cái chiếc xe này nó như thế nào ha. Mặc dù ok em bán chiếc xe này, em báo giá luôn, em bán chiếc xe này là 122 triệu đời 2010. Tiền nào của đó nha quý anh chị. Riêng máy móc cầu đít số quý anh chị bỏ ra 122 triệu cứ leo lên chạy thử xe. Nếu mà chê xe này thì 100% em không bao giờ có cái giá này cho quý anh chị đâu ha. Cái xe này giá cũng không cao, nhưng mà được cái là máy móc cầu đít số sexy là miễn bàn. Quý anh chị mua xe tải về chở hàng mà, chỉ quan trọng nhất là máy móc cầu đít số để cho mà đi mượt mà, chạy ổn định để mà chở hàng hiệu quả, đúng không? Cái này tắp lô tắp bi thì nói chung xuất sắc thì không xuất sắc, nhưng mà đầy đủ hết, không thiếu món gì nha quý anh chị nha. Xe thì rin không có tung đụng nha quý anh chị, xe rin không tung đụng nha. Máy móc cầu đít số là quá ok. Biển số vàng nha quý anh chị, biển số vàng rồi ha. Phù hiệu hết thì em sẽ cái này em lo cái phù hiệu. Nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu mua ha. Đăng kiểm thì em mới xét nè. Mới xét tới tháng 5 năm 2023 lận ha nha quý anh chị. Xe này xét đăng kiểm 6 tháng, đời 2010 nha quý anh chị. Thùng vách inox, thùng dài. Sexy là cực kỳ đẹp nha. Cái dàn sexy là rất đẹp luôn ha. Dàn sàn thùng là khoảng thẳng băng luôn nha. Sàn thùng là thẳng băng, thùng dài 4 bánh máy, tải trọng là 1,99 tấn lận. Riêng cái máy kia trên cả tuyệt vời. Cái máy này là miễn bàn luôn, máy em ru luôn nha. Cái máy kia nha quý anh chị, máy em ru luôn nha. Không có một tí xíu hơi thừa nha quý anh chị. Cam đoan với quý anh chị là nè, máy móc cầu đít số là miễn bàn luôn. Sexy là rất đẹp. Gầm cabin là không có mục mọt nha. Xe máy móc cầu đít số là chạy là rất mượt mà luôn. Quý anh chị cứ thử xe là sẽ biết là em nói đúng hay sai nha. Rồi. Cái xe này là Vim máy Kia Bull đời 2010, xe mới xét đăng kiểm, biển số vàng, tải trọng 1,99 tấn. Quý anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu xe này thì xin gọi cho em cái số hotline 0977 317 268. Chiếc xe này em bán 122 triệu, bớt lọc lá một xíu thôi cho quý anh chị nha. Rồi, chúc quý anh chị một ngày thật là vui vẻ, thật là nồng ấm bên gia đình nha. Em Bùi Hiếu xin chào.